Cường CK xin chào các bạn khán giả. Chào bạn giám khảo. À, bài hát đầu tiên là bài hát đầu tiên xin hát bài Bad Romance của Lady Gaga. Đây là một bài hát khá là vui nhộn và khá là sôi động, mà nếu mà các bạn nào biết hát theo thì có thể hát theo cùng Cường CK khúc điệp khúc. Và nếu các bạn nào có thể đứng lên nhảy theo giai điệu thì sẽ càng sôi động hơn. Bắt đầu. Caught in a bad romance. Roma, Roma, ma, ga, ga, oh la la. Want your bad romance. I want your ugly. I want your disease. I want your everything as long as you're free. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your letter, start a kiss in the sand. I want your love. Love, 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 I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want a bad, bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lover's revenge. You and me could write a bad romance. Caught in a bad romance. Walk, walk, fashion baby, walk it, move that bitch crazy. Walk, walk, fashion baby, walk it, cause she's a bitch, baby. I want your love, and I want your revenge. I want your love, I don't wanna be friends. Je t'en amour, et je veux ta revanche. Je t'en amour, I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. I don't wanna be friends. Want your bad romance. Want your bad romance. Sorry, I'm a guy. Okay. Come on. Bài hát thứ hai là bài. Bài hát thứ hai là bài Disturbia của Rihanna. No more gas in the rig, can't even get it started. Nothing hurt, nothing sad, can't even speak about it. All my life on my head, don't wanna think about it. Feel like I'm going insane. It's the thief in the night to come and grab you. It can creep up inside you and consume you. A disease of the mind, it can control you. I feel like a monster. Bring on your pranking lies. You're in the city of wonder and gonna play nice. Watch out, you might just get under. Better think twice. Your train of thought will be altered. So if you must falter, be wise. Your mind is in disturbia. It's like the darkness in the night. Disturbia. Am I scaring you tonight? Disturbia. And used to what you like. Disturbia. Disturbia. Bam bam bidam bam bam bidabada. Bam bam bidaba. Disturbia. Anh chào em. Dạ chào anh. Anh đã nghe tiếng đồn từ lâu và bây giờ anh mới được chứng kiến.
Và hai ban giám khảo bên cạnh anh, hai người bên cạnh đã không biết là phải nói gì, thật ra là họ bắt anh phải nói trước. Rất cảm ơn em vì tiết mục rất là nhún nhảy. anh nghĩ là để mà giống Lady Gaga hoặc là Rihanna thì em nên mặc quần và áo ngắn hơn. Em muốn là phong cách của em chỉ hát bài của Lady Gaga và bài của Rihanna. Phong cách của hai bài đó thì cũng yêu cầu quần ngắn hơn em ạ. Và em nên đi giày cao gót. Ok. Bài hát đầu tiên thì vì có nhạc nên nó hấp dẫn hơn bài hát số 2. Nên bởi vì giọng của em không hợp với hai bài hát này, nếu mà em muốn hát hai bài hát này thì em phải có giọng giống Lady Gaga. Có. Something like that. Cái này là theo phong cách của em. Anh rất tiếc là Lady Gaga thì không hợp với cả cuộc thi này, nhưng anh nghĩ là em thì rất là hợp. Anh có thêm một chút nhận xét nữa là em biểu diễn rất là tự tin, rất là entertaining, có thể nói là như vậy. Em là tiết mục... Tiết mục của em là tiết mục entertaining nhất từ đầu đến giờ. Và để có thể làm cho nó entertaining hơn thì em có thể nhún nhảy nhiều hơn. Ngoài cái điểm XG kia, em có thể nhún nhảy lên tận đây và cho hai bạn ý rời khỏi cái vị trí này, bởi vì tất cả mọi người đang nhìn vào hai bạn này với cả một con mắt rất là ghen tị, bởi vì hai bạn này quá gần so với sân khấu. Ngoài ra thì anh không biết là anh còn phải nói gì nữa, bởi vì anh đã chứng kiến đủ rồi. Ok. Em chào anh ạ. Chào em. Em nghe nói là chương trình năm nay có một giải đặc biệt, thì em nghĩ là anh có cơ hội triển vọng cao cho giải đặc biệt này. Anh muốn cái giải bình thường. Giải bình thường ạ. Về bình thường thì về giọng hát thì bài thứ nhất thì cách xử lý bài hát của anh rất là độc đáo, sáng tạo. Còn bài thứ hai thì em thấy giọng anh cũng khỏe. Nhưng mà nghe đến tận đoạn boom boom thì em mới nhận ra đấy là bài nào. Ok. Còn về trang phục thì cũng hơi khó chấm. Thôi em cứ để điểm cao hơn trung bình. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn anh. Em thì em nhận thấy một điều là anh chuẩn bị một hoặc là cả hai tiết mục này rất là công phu, đúng không ạ? Là do cái bài thứ nhất, cái nhạc nền, em nghĩ là anh phải ngồi chuẩn bị công phu cắt ghép cho nó, chứ không phải là... Tại lúc đầu tưởng là chỉ được hát trong vòng 1 phút đến 2 phút nên phải cắt cái nhạc. Dạ, cái đó thì tạo nên sự bất ngờ, tại vì khán giả expect có những điểm song. Thì anh lại có những sự biến thiên như thế thì tạo nên tiết mục nó hấp dẫn hơn. Chúc anh may mắn. Ok.